rất là nhanh chóng. Bước mặt xuống nha em. Xin chào anh em đã quay lại với kênh YouTube Máy Móc Việt Nam. Hôm nay mình sẽ đưa tới cho anh em một chương trình khuyến mãi của hãng Watt. Tất cả các dòng sản phẩm của Watt hiện nay bên mình sẽ giảm giá tất cả là 10% cho anh em. Nếu anh em nào thích và tin tưởng các dòng sản phẩm của thương hiệu Watt anh em ha. Và trước tiên hôm nay mình sẽ đưa tới cho anh em mã dòng sản phẩm máy khoan điện 13 đầu kẹp 13 ly của hãng Watt. Mã của nó là VKX317.3. Đây là dòng sản phẩm máy khoan Watt rất là được nhiều anh em tin tưởng và sử dụng rất là nhiều. Thứ nhất anh em thợ cũng có thể sử dụng được, anh em sử dụng trong gia đình được càng quá tuyệt vời phải không anh em ha. Đây, hôm nay mình sẽ đưa tới và đọc hộp cho anh em tiếp thêm một lần nữa con máy khoan Watt mà anh em thích và thường xuyên hỏi tới. Đây, đến với con máy khoan Watt thì chúng ta sẽ xem tổng thể của bên ngoài của con máy khoan này như thế nào ha. Đây ạ, với màu sắc bắt mắt nè, dòng máy khoan Watt cam này á, nó phù hợp cho anh em mình sử dụng trong ngành chế tạo và phục vụ anh em ngành gỗ rất là nhiều nha. Đó, tại vì sao ạ? Tại vì nó đầy đủ các linh kiện cũng như là tất cả những cái phụ kiện kèm theo trong đó để cho anh em mình có một con máy vừa sử dụng gia đình, vừa làm thợ, vừa có thể chế tạo gỗ một cách hoàn hảo nhất mà tiết kiệm chi phí cao nhất ha. À, với chương trình ngày hôm nay thì giảm 10% thì anh em biết rồi đó, cái chương trình này chỉ có thể hãng đưa ra thôi đó, nên Máy Móc Việt Nam mình đó, khuyến khích anh em nếu đã có thích cái dòng các dòng sản phẩm của Watt thì nhớ nhanh tay đầu tư ngay một dòng sản phẩm của Watt nha. Rồi đến với chương trình thì hôm nay mình sẽ có một con máy khoan của hãng Watt Cam đây ạ. Thì dòng này á nó có cho anh em 109 phụ kiện kèm theo để cho anh em mình sử dụng trong gia đình cũng như là làm thợ một cách hoàn hảo nhất ha. Đây ạ, phía đằng sau này anh em mình sẽ thấy được cái dòng sản phẩm Watt này á là nó có tất cả các thông tin mà các nước mà hãng đã làm và cũng như là cung ứng ra thị trường ha. Đó, các thông tin mã của dòng sản phẩm này thì thương hiệu Watt thì nó đến từ Đức nha anh em, đến từ Đức, thương hiệu này gần 100 năm tuổi rồi. Hiện tại thì đã được sản xuất tại nhà máy của Trung Quốc nha anh em ha. Và mang thương hiệu Watt, vẫn là thương hiệu Watt đàng hoàng hết, chất lượng không thay đổi gì hết nha. Đó, đây là một trong những cái sản phẩm mà mình rất là thích bán cho anh em vì nó rất là xịn sò. Rồi, trong một cái hộp máy khoan như thế này anh em mình sẽ có nó nằm trong đây ha. Rồi, khi mình khui ra. Đây. Đây là dòng máy khoan mà mình có thể nói là được thiết kế và được sản xuất ra một cách hoàn hảo cũng như là an tâm nhất cho người tiêu dùng, từ cái vỏ thùng bên ngoài cho tới cái hộp để cho anh em đựng sản phẩm nha. Đây anh em, nó nằm trong cái hộp như thế này rất là chắc nha. Rất là nhiều anh em mình á kêu tại sao cái dòng này nó lại sản xuất ra được những cái mà chi tiết nhỏ như vậy mà xịn sò như vậy, thì đó chính là cái mà Watt luôn mang đến cho người tiêu dùng hả anh em ha. Trong cái hộp rất là xịn sò, rất là chắc chắn nha, anh em mình làm rất là khó để mà hư hỏng cái dòng này. Đây, khi mà mình mở cái hộp sản phẩm này ra anh em thì chúng ta sẽ có ngay được nguyên cả một cái hộp như thế này, rất là xịn sò và đầy đủ phụ kiện trong đây rồi đó anh em mình. Nếu mà trong gia đình á, nhất là anh em trong gia đình sẽ rất là thích cái hộp này, tại vì một lần mua là anh em đã có sẵn hết để mình sử dụng rồi, không phải lo gì hết mà cũng chả cần phải đầu tư thêm cái gì hết cả ha. Từ một con máy khoan mà anh em mình đã có ngay tất cả như phụ kiện như là búa này, kìm nè, mỏ lết nè, rồi tất cả những chi cái linh kiện như thế này nó hội tụ lại cho anh em trọn bộ một dòng sản phẩm, vừa có mũi khoan gỗ, vừa có khoan gạch, mà vừa có cả khoan quan sát luôn đó. Anh em mình đến với con máy khoan này như thế nào ha. Đây, để cho anh em mình trải nghiệm trực tiếp, giờ mình sẽ lấy trước con máy khoan này ra cho anh em, vừa mới đập hộp luôn anh em, mùi rất là thơm, mùi nhựa anh em ha. Đây, mẫu máy khoan này cho anh em nè, đây là đầu kẹp 13 ly bằng thép nha anh em ha, bằng thép đó. Con này thì có chế độ khoan và khoan có búa cho anh em, khoan mà khoan có búa chuyển đổi, xoay chảo đảo dòng, chỉnh tóc cho anh em, chỉnh tóc. Phía bên hông của anh em mình nó sẽ có được một con khoan Watt đó, được dập chữ nổi luôn, chữ Watt luôn anh em ha. Đầu kẹp 13 ly. Đó. Con máy khoan này thì là sở hữu là dòng này là dòng 60W nha anh em, 60W và khả năng chuyển động từ 0 cho tới 3000 vòng trên một phút, rất là cao nha. Đầu kẹp 13 ly được sản xuất bởi nhà máy Fositec Germany. Đó, anh em ha. Bên hông của máy thì có tem bảo hành điện tử, kích hoạt bảo hành điện tử nha anh em, rất là xịn sò, rất là đảm bảo cho anh em. Rồi, bỏ con máy này qua chúng ta sẽ đến tìm hiểu thêm. Thì dòng này nó có phiếu bảo hành của Watt anh em nè. Sản phẩm này kèm theo đó chính là cái thước đo cho anh em, rất là xịn sò. Thước này 3 mét thôi, 1 cam, rất là nhẹ nhàng, nó không có như những cái dòng sản phẩm trên thị trường nha. Đó, và có thêm cho mình á là cái miếng cao su ở ngoài để cho nó chầm cho nó chắc tay và khi mà rớt thì nó không hư.
Bộ này dành cho anh em mình á, là để chuyển đổi cái đầu cho mình xíu. Đây anh em. Rồi. Bộ này để cho anh em mình chuyển đổi cái này là cái đầu vít nè. Khi mà anh em mình bỏ vào á, nó sẽ gài luôn, nó có 500. Rất là xịn sò, rất là ngon. Đó anh em. Đó, bộ này nó đi kèm cho mình là 10 chi tiết đồng mũi khoan, đầu mũi bắt vít như thế này nha. Lục giác có. Rồi đầu ba ke đầy đủ hết nha. Đó, nguyên bộ. Bộ này nó kèm theo là một cái búa của Word nữa, có Word nữa anh em. Búa Word nè, rất là xịn sò. Giờ mình thử đóng cho anh em xem nha. Cái búa quệt này nó có chữ quệt luôn nha anh em ha, bằng thép. Oh. Rất là ngon, rất là chắc chắn anh em. Họ một cái búa. Bộ này nó có thêm một cái cưa cho anh em nữa nha. Cái cưa. Cưa này là cưa sắt nha anh em. Cưa này rất là hay. Anh em mình có thể đưa cái lưỡi cưa theo bất cứ một hình dạng nào anh em mình cần. Cưa ngang cũng được mà chưa thẳng cũng được nè anh em. Chỉnh làm vào là chắc luôn. Rất là xịn sò, một cái cưa quệt, cưa sắt. Đây, có thêm một cái kìm cho anh em. Kèm theo là một cái dao rọc giấy. Rất xịn sò. Thêm cho anh em cái mỏ lết nữa. Có một cuộn ngăn keo nữa. Đây là cái thước thủy. Một hộp chi tiết nhỏ phụ kiện kèm theo để cho anh em mình sử dụng trong gia đình. Mũi khoan gạch. Và gồm có hai mũi khoan gỗ, khoan sắt và khoan bê tông. Có một chi tiết nhỏ của dòng này đó chính là cái bộ phụ kiện này. Đây là cái cử. Đây là cái cán cầm của máy khoan, nhưng mà phía trong nó được thiết kế rộng để cho anh em mình bỏ những phụ kiện vào. Trong đây sẽ không bị mất. Leo lên cao cũng có thể tiện dụng khi mà có những cái chi tiết nhỏ để mình anh em mình sử dụng. Giờ sẽ cùng trải nghiệm về máy khoan này nha. Cái cự mở. Máy hoạt động rất là êm nha anh em, rất là êm. Giờ mình thử khoan gỗ như thế nào. Dùng một cái mũi khoan gỗ của máy có sẵn, mình sẽ cùng nhau trải nghiệm luôn. Với đầu kẹp 13 ly thì rất là phù hợp cho anh em mình làm rất là nhiều việc ha. Nó không hạn chế bất cứ một cái mũi khoan nào hết cả. Rất là nhanh chóng. Rất là sướng nha anh em. Yeah. Với một cái máy khoan quệt rất là hiện đại, rất là xịn sò như thế này. Anh em mình đã hội tụ sẵn một máy hội tụ rất là nhiều cái chi tiết kèm theo cho máy cho anh em.
đó, vừa là máy khoan vừa là các phụ kiện kèm theo rất là nhiều, rất là phù hợp. Hiện tại đang được giảm giá nữa, thì dòng này nó rất là thích hợp cho anh em mình sử dụng để làm gia đình hoặc làm thợ, anh em chế tạo gỗ có một con cũng rất là phù hợp anh em ha. Đó, anh em xây dựng nữa nó cũng rất là phù hợp với anh em. Với túi tiền thì hiện tại giá bán hiện tại đang là 1.490.000, được giảm 10%, thì anh em mình chỉ còn số tiền rất là nhỏ để có thể phù hợp anh em ha. Đó, nếu anh em có nhu cầu quan tâm về cái dòng máy khoan của Quật Xịn Sò, mã của nó là PKX317.3 như thế này. Đó, thì ủng hộ máy móc Nam qua những dòng sản phẩm chất lượng như thế này anh em ha. Cảm ơn em đã tin tưởng và sử dụng các dòng máy mình nha. Cảm ơn em ạ.